Alo, xin chào tất cả anh em nhé. Thật sự là đáng buồn các anh em ạ. Hôm qua mình đi về từ Hà Quảng về Bảo Lạc là có bay Flycam tại Xuân Trường về bản Ngườm Quốc là đã mất cái sóng định vị, cái vị trí định vị là cái sóng GPS hay là mất sóng là đã mất cái Flycam. Mà cũng may là hôm qua về là mình tìm hiểu ở trên mạng là đã lên được cái vị trí của cái Flycam bị rơi, nên hiện giờ là chỉ còn cái rơ móc này không thôi, không có cái Flycam. Bây giờ là từ vị trí của Nông Châu về ở Bảo Lạc này là cách xa chỗ Flycam bị rơi là 57 km. Hiện tại là giờ Nông Châu sáng nay bắt đầu Nông Châu tiếp tục lên quay trở lại chỗ bay Flycam để tìm cái bay Flycam, cái Flycam. Nên là đã tìm được cái vị trí, bây giờ cho các bạn xem cái vị trí của cái Flycam rơi nhá. Là cái lịch trình lịch sử của bay Flycam. Là không biết là lát nữa đi là không biết là có tìm được đúng cái theo cái vị trí của lịch sử bay không. Bây giờ nhìn xin mời các bạn xem chỗ mình lên cái hệ thống này. Đây. Bây giờ là lên cái GPS này để mà định vị cái vị trí của Flycam bị rơi. Đây. Giờ vào đây mình sẽ tìm chỗ đấy. Là nãy mình vào là bây giờ là chưa thoát ra được, là bây giờ nó đã lên rồi. Giờ chúng ta vào cái chỗ hình của người này. Vào tìm cái vị trí của ấy. Cái lịch sử bay là nó nằm ở đây. Nhưng là mình sẽ bấm vào đây là xem cái những cái video mình bay gần nhất ở đây. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy là giờ là mình không vào nữa, mình vào thẳng ngay cái chỗ là mình cái chỗ vị trí của Flycam bị rơi, là định vị trí ở đây, vào đây. Đấy. Đây. Các bạn có thể thấy là ở đây. Đấy, cái vị trí ở đây là mình xoay cái này nhá, là xoay cái này đúng đi hướng của cái Flycam của cái mũi tên này, mình cứ đi theo mũi tên này. Là nếu mà mình đi qua bên hướng của lệch mũi tên này là sẽ đi sai cái chỗ của Flycam rơi. Nên mình đi theo đúng cái mũi tên này, quay đúng cái chỉ hướng này đi vào cái vị trí Flycam. Còn hiện tại mình cho các bạn xem là cái Flycam là nó rơi ở cái chỗ nào, là mình quay cái chỗ điểm này. Đây vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Vào đây, vào cái chỗ định vị đây đấy. Giờ mình sẽ phóng to ra là cái vị trí mình bay ở cái con đường này, đường đẹp quá cho nên là mình bay ở đây đấy, con đường đây. Ở đây. Đấy, cung đường cũng rất là đẹp. Đây từ vòng vèo từ đây. Thế là lúc lên là mình ở nằm ở trong vị trí chỗ này. Ở vị trí chỗ này chứ, vị trí chỗ này. Vị trí ở đây, vị trí này là mình bay. Khi nó rơi là nó rơi về dưới tận dưới đây. Đấy, tận dưới đây cơ, chứ chân đèo cơ. Đấy, ở cái đoạn vòng cua này. Còn về các bạn xem cái lịch sử bay thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái lịch sử bay. Bây giờ mình là lên là biết như vậy thôi, nhưng mà không biết có tìm được hay không là lát nữa là một chiều nay mới biết. Vì đi khá xa, đi cả mấy tiếng đồng hồ mới tới cái khu vực đấy, mà đường ở ngoài Bắc này vòng vèo khó lắm. Đây, bây giờ mình cho vào đây. Vào đây là cái lịch sử cuối cùng bay là nó ở đây. Đấy. Đây. Bay là bay cái đoạn đường vòng vèo này. Đây, các bạn thấy không? Đây này. Đấy. Giờ mình sẽ di chuyển cái này theo cái lịch sử bay đây. Mình đưa cái này lên trên cao một tí. Đấy. Các bạn mới thấy được. Nó mới bay được một vòng thôi là nó bị rơi rồi. Đấy. Lịch sử bay này. Đấy. Bay đến đây. Mình lại lùi lại này. Lại chạy về đây. Chạy về đây là bắt đầu quay Flycam mình lùi lại đây. Lại tiến vào đây. Xong bắt đầu mình là tiếp tục bay qua đây. Bay qua bên đây. Đấy. Bay đến điểm đây là xong. Là ở khu vực cái chỗ này là gần cái chỗ Nà Tính. Bông Nấm. Còn cái đường này là nó ở thuộc hệ của Ngườm Quốc. Đấy. Cái này là đèo Nà Tình. Là nó nằm cũng nằm ở vị trí này. Cái này gọi là đèo Nà Tình. Còn bản thì bản Ngâm Quốc. Ừ.
Thưa vậy nha, các bạn muốn xem, muốn biết được cái tìm được hay không thì sẽ theo chân mình đi đi về cái chỗ lại đường cũ để mà tìm cái flycam nha. Xin chào tất cả anh em nha, bắt đầu tiếp tục đi nha. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà hai bên gia đình. Hey các bạn, đang lên đường đi tìm cái flycam lại thì lên đến đây có cái rừng trúc đẹp quá, quay cho các bạn xem một đoạn. Từ nãy xuất phát đi tìm cái flycam thì đi được hơn 10 cây số rồi, còn 30-40 cây số nữa mà thấy cái vườn trúc này quá đẹp luôn. Đấy, ở đây toàn đa số là một trồng trúc, lúc mình làm vui làm mè làm gì cũng được, thế nào cũng thấy đẹp tuyệt vời. Đây là bà con ở đây toàn là trên trồng trúc mà làm nuôi nhà nhá, là đến bi giáp mà vườn trúc cũng là đẹp. Ô anh cho em hỏi đường đi Lũng Pán là có đường nào nhỉ? Hả? Lũng Pán đấy, qua Lũng Pán đây. À Lũng Pán đây hả? À. Thế qua Xuân Trường ấy? Xuân Trường qua đường đây đi. À lại lên đường đây à? Xuân Trường đi nào. Là đường này đi Xuân Trường, còn đường này đi đâu? Đường này đi lại đi vào Cao Bằng kia đúng không? À lại đi vào Cao Bằng thôi hả? Ừ rồi. Cảm ơn anh nhé. Đi không biết đường cho nên phải đùa đi vừa hỏi. Đấy, sau khi đến ngã ba này là nghỉ ăn quán ạ. Làm cho em tô anh ơi. Ủa đi đâu rồi? Làm cho em một tô. Đợi cần. Ờ, một tô phở, tô phở có phở gì, phở gì á? Thì ba chỉ không đi. Đi ba chỉ hả? Ừ, thì làm ra ba chỉ đi. Từ đây đi Xuân Trường còn xa không anh? Mười mấy cây. Mười mấy cây hả? Ờ. Từ Ngã ba Bản Nga kia là 20 cây. Ờ. Bản Nga là Ngã ba Bản Nga là đi nữa hả? Không, dưới này rồi. Ở dưới này được phải không? Ờ. À. Hôm qua em làm mất cái flycam ở đoạn Nà Tình ấy. Ờ. À, đây là hôm qua về tìm vị trí thấy rồi bây giờ lại đi kiếm lại. Bây giờ đi kiếm lại là này, hôm qua đi đường bên trên kia cơ, đường đoạn trên kia đường khó đi cái đấy. Yeah. Thế hôm nay em ấy ở đây đó lại bảo chỉ đi đường này gần hơn, đường dễ đi hơn. Thế lại qua bên này nhưng mà mấy cái đoạn này là chưa được đi cho nên là chưa biết. Cũng dạy nhựa đi đến kia cái đường. À, đến Xuân Trường luôn hả? Vâng. Thế cái này là Xuân Trường là nó không ra chỗ Nà Tình đâu phải không? Nó ra Nà Tình thì chỗ nào? Nó ra cái chỗ chợ ở Xuân Trường kia không? Có. À ra chỗ ở Xuân Trường kia hả? Ừ. Ở thế là lấy qua Nà Tình được nhỉ. Thôi anh làm cho em một tô điện sáng đã mới đi được. Sáng giờ chạy mười mấy cây số rồi chưa được ăn. I never really know what's going on.
các bạn, cái điểm mà hôm qua coi như là mình bay ở đoạn này đây, cái bảng báo ở bên kia là sang bên Bảo Lạc, cái đèo này. Đấy, bây giờ qua bên đây là hôm qua bay ở vị trí chỗ này. Chỗ xe cũng đậu chỗ cũ đây. Sau khi bay xuống bên dưới này là bị mất sóng, là mất cái flycam. Bây giờ theo cái định vị của cái flycam là xuống cái đoạn đường vòng vèo này, nhưng mà hiện tại bây giờ ở trên này là nhìn không thấy xuống được cái vòng vèo ở bên này đâu. Bây giờ đi xuống đoạn dưới này để tìm kiếm cái vị trí nó nằm ở bên dưới kia cơ, lúc dưới kia cơ. Bay nó rơi xuống dưới kia, bây giờ phải xuống theo cái đường này xuống. Theo đường vòng vèo này xuống dưới kia để kiếm. Tí nữa xuống dưới kiếm là bắt đầu là mình lại quay video để vào kiếm xem có thấy không nhé các bạn nhé. Bây giờ xuống đến đây rồi ấy, thì phải dở cái này ra xem nó ở vị trí nào. Hiện tại cái nốt xanh này là mình ở bên đoạn dưới này rồi. Xem cái vị trí của flycam nó rơi ở cái tọa độ nào thì mình mới biết đi theo cái hướng mũi tên mình lên đấy mà. Được, mình cứ tưởng rơi dưới này nhưng mà khi về xuống đây rồi là nó lại nằm bên trên thôi. Đấy, ở khu này. Đứng trên, bên trên. Nằm ở trên đèo. Nó là vay vòng qua bên đây, nó là rơi bên đây. Thế là bây giờ phải chạy lại lên trên kia. Rồi đi lên. Đấy, giờ lên đến đây rồi dở ra xem, đã gần rồi. Ở địa điểm cái đoạn này này, đoạn cua này. Đấy, là gần tới vị trí. Bây giờ thì phải đi qua bên đường bờ ruộng qua bên này. Đấy, đi xuống theo cái mũi tên của nó đi qua đây. Đi qua đây đi xuống bờ ruộng thì cứ vừa đi vừa dò xem. Theo vị trí đó, ở chỗ nào thì mình đi theo hướng đấy. Đây đi xuống đây, đi xuống ruộng có một cái đường nhỏ đây, đi xuống qua bên kia, đi vào vườn trúc kia. Cái đoạn này thì chắc hơi mưa, trời mưa hơi trơn đấy. Đi xuống ruộng đây, đi qua đây xem, lại dò xem. Đấy, gần rồi đấy, gần vị trí rồi đấy. Không biết có thấy rơi tại vị trí này không, mà cứ dò này, vừa đi vừa dò xem, đi vào trong đấy. Theo cái đoạn này, cái này đi cua nó hơi lệch nha, nhưng mà đến khi mình đi vòng cái này là nó lại đi vào vị trí để mà đi thẳng vào cái flycam bị mất cái tín hiệu, nó bị rơi vào ở trong đây. Thôi tắt đi tí qua lại. Có bây giờ vào đến đây rồi, giáp đây rồi mà không biết nó còn ở đoạn nào đây, phải vào đây xem nữa mới thấy được. Đâu rồi nhỉ, vào đây. Vẫn đi vào đây rồi mà, vào chỗ gần đến chỗ rồi mà. Thế là nó nằm ở bên dưới ấy. Khu đâu đây rồi, ở đâu đây hay mắc cái tìm ngay vị trí mà không thấy. Chắc bỏ cuộc thật rồi, chuyện này không được rồi. Thế mà người ta bảo chính xác chuẩn mà tìm rất thấp. Đấy, coi flycam hôm nay là lại về đây rồi. Lại về đây, với chú cả, rồi. Cả xóm đây là đến đây để mà ấy này, lấy được cái flycam ở trên núi đây. Rơi tận trên kia kia. Đấy. Anh em nhá, hôm nay là bắt đầu định vị để cho anh em đi kiếm là bây giờ phải chuộc lại cái này mất thêm 5 triệu nữa. Mất thêm 5 triệu nữa cái này nữa. Cái bộ ảnh à? Đây là bà đây hả? Bà đây phải không? Thì nhặt được phải không? Đấy, chủ nhân nhặt được cái flycam. Chào khán giả cái nào. Với tay chào cái nào. Đây là cái flycam rơi ở trên rừng, tính vào là 48 tiếng đồng hồ. Hôm nay mới tìm lại được nhé các bạn nhé.
là nhờ các anh em ở trong xóm này đi tìm về cho, sáng nay mới tìm được ở trên núi trên kia. Đấy, bây giờ là gửi lại tiền công cho bác, cho chị. Chắc chị thôi nhỉ. Cho chị, gửi cho chị công là mấy anh em cùng nhau đi kiếm có chị chắc nhau như thế nào thì em không biết đâu ấy. Đây là để gửi lại tiền. Đúng theo thỏa thuận là 5 triệu nhá. Đây 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 4 triệu này. Đấy, em hết tiền rồi đấy. Giờ hết tiền đi vào trong Nam rồi đấy. Là 4 triệu. Có bớt cho em được không? Không bớt được không? Ôi dồi, thế là 1, 2, 3, 4, 5, em còn đúng còn 100 thôi. Còn 100 thôi, có bớt được không? Hả? Nếu có chỗ thì bé không? Hả? Nhiều người hả? Không bớt được 200 nữa. Bớt được 200 để mà tiền đi ăn đường đi. Hả? Được không ạ? Nhiều người không nhất chi. Nhiều người không chi phải không? Hay là cái này dư rồi? Và hôm nay em đếm còn hình như là còn dư mà nhỉ? Mới có thở nó kẹp không ấy chứ. Một triệu này. 2 triệu này. 3 triệu rồi nhỉ. Đúng rồi mà. 4 triệu. Đúng rồi, nó không kẹp cái này là 4 triệu. Rồi, 5 triệu chỉ không bớt được thôi. Em cũng coi như là gửi cho hết luôn. Đấy. Như anh em mà đòi nữa là không có nữa đâu. hết sạch tiền rồi. Hết sạch tiền ăn rồi. Thế vậy nha, chào tất cả anh em nha. Đấy, hôm nay lấy lại được cái phần cam mà cũng mất khá nhiều tiền. Đây, cái phải là cam trong khi 24-18 tiếng đồng hồ lấy lại về mà bị trời mưa là vẫn bay được bình thường, nhưng mà do cái hơi nước vào, nước mưa vào nên bây giờ bay nó nóng, nó bốc ra là nó bị mù. Nhưng chắc để vài bữa nữa là sẽ trong lại thôi. Đấy, nhìn mù mù này. Không rõ như ban đầu vì cái nóng, xong bắt đầu nước ở trong máy nó bốc ra bám vào cái kính của cái camera nên mù như vậy. Cái này là mù, này là không phải sương mù nữa, do cái cam ấy, do cái cam bị bốc nước ra ấy, nó che chắn được cái kính ấy. Đấy, nhìn mù lắm. Rồi vậy nhá, xin chào anh em nhá. Bây giờ sẽ bay cho anh em xem toàn cảnh của cái chỗ bay chỗ này đẹp như thế nào nhá. Cho anh em xem cái khu vực này.